Di động VZ, chào tất cả em nha. Chào mừng em quay trở lại với Trung Bộ kiểm tra xử nhanh. Hôm nay em nhận ba đơn này nhé, anh em cùng kiểm tra xử nhanh mình xem nào nhé. Ok, đầu tiên đơn hàng của bạn Thiện Phú gửi cho mình từ Hậu Giang nhé. Không biết bạn này gửi máy gì cho mình đây. Chiếc iPhone 11 thường, tình trạng máy cũng xấu, bật nguồn lên bình thường, mà máy có dán đi đông đầy đủ nhưng mà cũng xịt xẻo lắm rồi. Ok, tối một góc màn hình nha. Đây, tối góc màn hình nha. Chẳng biết khẩu là gì luôn. Đây anh em nha, tối một góc màn hình nha. Bác sẽ tháo ra kiểm tra cho em xem tại màn tại bên nha. Các bác sang bên. Ui, máy báo này, phây này, pin này, màn hình này, còn cái gì đâu, con này không còn gì để mất nữa. Ok rồi, tiếp theo bộ đơn tiếp theo của bạn Bùi Thị Phương Nguyên gửi cho mình từ Thanh Hóa nhé. Có hộp hơi đều thì không sao. Khá chắc luôn đấy, nhiều ở trong hộp nữa cơ. 12 à, 12 đúng không, 12 thường nhỉ. Với hộp luôn. Chào anh, máy em của em bị mất đi mày ạ. Hiện tại máy đã có tay thợ của em đụng vào rồi. Tuy nhiên họ báo không sửa được. Nếu là anh sửa giúp em vậy ạ. À nên là anh sửa giúp em vậy ạ. Mọi người sao bạn đừng ghi lại iCloud này bộ nha. Nếu có vấn đề gì máy thì inbox cho bạn qua Facebook Phương Nguyên. Ok, để mình kiểm tra sẽ làm xem tình trạng cái đang ở màn hình như nào. Mất đi mày à. Ui, màn hình lô rồi. Màn hình lô làm rất mệt anh em nhé. Những ca này thì chắc là phải làm sao tôi làm chạy lại phần mềm. Nguyên tắc tuyệt đối không chạy phần mềm. Có lỗi không được chạy phần mềm để nguyên đấy thì nó mới lên được, mới dễ sửa, chứ sửa này rất vất vả nhé. Để như này mình cũng không dùng được, không làm được cái gì cả. Đấy đó mà là vấn đề. Wi-Fi đang lỗi sao này. Lỗi cả Wi-Fi này. Ẩn cả Wi-Fi nhé. Không biết ban đầu lỗi gì, phải hỏi lại cụ thể ban đầu lỗi gì nhé. Để mất cả wifi nhé. Đã không bật được wifi luôn. Ok, cái này sẽ vào đặt cụ thể và xử lý sau nha anh em nha. Mất email, mất cả wifi. Tiếp theo đơn này của bạn nào đây? Không rõ. Vũ Ngọc mới gửi từ đâu đấy. Ok, anh em kiểm tra xem nào. Nokia. Máy bị rơi nước, mang ra sấy nhưng không lên. Bật không lên màn, cắm sạc vẫn phản hồi. Có sẽ kiểm tra giúp em và nếu sử dụng thì báo giá giúp em. Ok, Nokia. Xem cắm sạc phản hồi như nào nào. Nếu còn phản hồi là còn cửa. Còn lại cũng chỉ mất đèn thôi anh em nhé. Rồi, sẽ kiểm tra con này cho em xem. Hiện tại mình thấy chữ Android bên dưới rồi. Chắc em không nhìn thấy đâu, kiểm tra cái này cho vui trước này. Hy vọng là không phải tại màn nhé. À, máy tháo sẵn rồi. Đục bánh bét lòng này chưa biết làm gì này. Nước đục ra vệ sinh gì đó đấy. Em nhìn đây là dàn đèn nó đây này. Ok, đầu tiên anh em kiểm tra này. Sắp theo đây nha. Giờ chưa có lấy màn hình này. Kiểm tra mất đường nào hay không là 1 này. Mất tụ trở là 2 này. Mất đèn đường nào. Cái này cũng không nhớ, sơ đồ không có đâu. Ở lâu mình không nhớ nổi đâu. Chắc là đây cái giường hơi xấu nha nhé.
Không, toàn trang mất chờ này. Đi con đèn đây không nha. Đường này này, này cái đường này đứt này, do socket này này, bây giờ chân đây, bây giờ đây chắc chắn là sẽ có trở là nó mất đường đèn ở đây, đó em thấy không, chân này mất trở này, đó thông đây ra nha, hơi khó nhìn nha, đo cho anh em không nhìn thấy đâu nha, ok, tôi thành công ở đường này nha, rồi đơn giản vậy thôi, bệnh khả năng nó chỉ có vậy thôi, là đứt hẳn từ đây nha, hoặc là em nhìn rõ này. Đã lụt mất cả góc này, đã lụt cả đường này này, bên trái này, đã lụt đây này, đã cầu từ đây sang này, cầu từ đây sang đây là ok thôi. Đó, đơn giản thôi mà, thêm một sợi dây câu sang, có khi đèn chỉ lên về với bản trong vòng hốt nhạc thôi anh em ạ. Cầu dây dễ nha, xa này cầu dây nhá, gần với câu cầu thiết được, xa này cầu dây nhá. Nha, câu một sợi là ok nha anh em nhá. Ok, đơn giản này thôi, câu đặng chở có là ok. Đó thông, ok. Rồi, thử xem nào, đây nào. Đến luôn không nhé em nhé. Vậy nhiều khi nó chỉ có vậy thôi mà. Phát đến luôn cho em xem này. Sure, oh. Hết 5 phút rồi nha, à 6 phút rồi. Tính ra quay là mất 6 phút đấy nhá. Cả quay, cả nhìn, cả đo. Ok, đã xử lý xong em Nokia 5.1 và lốt mất đèn, chấm nước. À, để lâu rồi nha. Máy ép dưới nước mang sới nhưng không kỹ, bật không lên màn, cắm sạc vẫn phản hồi. À, ok, cái này đơn giản quá rồi. Ta lên, ráp máy trả bạn ấy thôi, đơn giản mà. Mấy khi có kèo đơn giản này, anh em ạ. Thôi anh em cứ gửi kèo đơn giản thế này phải dễ sửa không? Chứ anh em cứ gửi mất đi mây mới cả sướng lắm, nhiều kèo không làm được đâu. Gì cái mấy bệnh mất đi mây mà lại chạy lại phần mềm rồi làm nhọc lắm. Đừng mà đôi cảm ứng, thôi xong rồi đôi cảm ứng rồi. Vẫn đèn lắm mà ơi. Còn màn hình này là bênh bênh như thế này. Rồi màn hình là bùng bố rồi đâu. Đèn đã lên như cảm ứng thì đơ. Thôi, vẫn hơi nhọ anh em ạ. Cảm ứng đơ thì do nguyên nhân khác nhé. Thì con này cảm ứng đơ nhiều lắm nhé. Cân nhắc xem có nên sửa cảm ứng không nhé. Đôi cảm ứng mới đau chứ. Nghi ngờ là nước vào bên trong này nữa. Quá đen rồi bạn. Đó chỉ một lỗi, ai người lại loi thêm một lỗi nữa. Có lẽ có khi phải xử lý sao. Đây, thợ chợ đã bùng ra rồi nha. Đó, nhấc cái màn ra xem nào, xem trên màn có thối không nào. Nhưng mà lỗi màn nữa thì nhọc lắm. Đây, màn bung sẵn rồi này. Cái nhẹ ra ngay rồi, thấy không? Đây, tháo màn bằng tay như này không? Ok, có màn như này. Có nước vào đây nha. Đúng rồi. Thợ cũng đã tháo ra làm đèn này, nhưng không được này. Nên quay là hỏng màn rồi đấy. Khóa đèn chưa bạn? Ồ, cái cảm ứng này thì khoai, cảm ứng này thì phải test thử màn khác tại màn tại main mới xử lý được em ạ. Tại main ngồi đo full, tại màn thì hơi căng. Bây giờ thay cái màn vào đây, lãng phí quá. Cho con cái này gác sang một bên thôi anh em ạ. Đánh chủ lại phát xem biết đâu có ăn may không nhỉ? Mất gì không mất lại mất cảm ứng cơ. Qua đèn cho bạn. Thôi chắc có lẽ cũng không được phải gác sang một bên thôi. Tạo gác sang một bên thôi anh em ạ. À được rồi. Ok. Thảo cho con nách. Ha ha. Không biết mật khẩu là gì mà nếu ghi mật khẩu không. Không nhớ mật khẩu rồi. 1, 2, 3, 4. Enter. Sai. Sai không cho nhập tiếp này anh em này. Ok, vẫn hoạt động được. Đấy, tháo ra đánh chùi dán lại cái điện cái lại ngon lành. Vẫn hên nha. Ok, bạn này vẫn rất hên. Ok, hỏi là mật khẩu test lại, gắn lại đầy đủ cho bạn là ok thôi. Vẫn còn hên lắm. Ok anh em, tạm các cái sang bên nha. Đấy, Nokia 5.1. Rồi, tiếp tục cây 11 này mất đèn xem nào. Xem tại màn tại main nào. Ôi giời, mật khẩu nhập phát thứ hai là được.
Đó, máy thế mới thay màn. Rách tem không bảo hành. Ok, tăng nguồn đi. Pin mới, các thứ mới hết, phải phổng báo hết. Rồi, tăng nguồn các pin tử tế cho nha. Lần nào cũng phải tháo ra sửa thì tớ cắt luôn đi đi. Cho nó chắc cú nhé. Bây giờ phải vào chu đít rồi nhé. Đầu tiên là mình sẽ lắp một cái màn khác trước. Mà là bản linh kiện nhé, có thể tối sẽ ngược bên nhé. Sáng thì tại màn mà, nếu tối thì tại mến. Còn màn này trông cũng hơi điều điều này, cáp này, à, chân này, à. Các bạn thay bàn quang rồi nhá. Trông không thật cho lắm. Từ từ chờ ngày mai đến xem tối không biết ngay mà. Còn không tối luôn bảo do main, do màn rồi. À, cái màn này mình hơi lỗi nhá, anh em thông cảm nhá. Trời ơi, do màn mới đau chứ nhỉ. Thấy chưa nha. Còn màn này các bạn này chắc là phản quang có vấn đề rồi. Mọi về đi bảo hành đi. Mọi cũng vuốt nhẹ lại hai cái này cho bạn đấy cái này. Tối bên này. Vuốt lại da này để xem nào. Mình đang tem trên, mình có thể vuốt và không bận gì. Thử cái xem sao. Ok, ta sẽ thay màn kia thử lại nhé. Vẫn tối nha anh em nha, ra màn rồi. Ra màn rồi nha anh em nha. Cần thiết lên một màn khác thử lại cho chắc nhé. Nhà một cái máy khác cho test chắc cú nhá. Tạo hai màn sang nhau nhá. Ừ, khá vẫn ok nha anh em nhé. Ok. Thử giúp cái màn này lên đây xem này. Máy đã hết pin. Cảm, chờ xíu. Đây, vẫn bình thường, hỏng màn nhé. Ok, tối góc đã hết căn bệnh do màn. Cần thiết có thể thay phản quang nhé. Đã hàn lại không được thì phải thay phản quang thôi em nhé. Đây nha, màn lắp sang máy khác này. Đấy, vẫn tối góc nha. Đây, ok, con này lỗi màn đấy nha. Cái này có thể thay phản quang như video mình đã làm. Hoặc là thay màn, tùy ý gia chủ. Thôi, thay phản quang cho rẻ nha. Ok nha, tôi đi tạm thời kết thúc video này ở đây nha. Anh em hãy gửi like, share giúp mình. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Cái 12 kia mình xử lý sau nha. Cái đấy mà đi mày làm khoái lắm anh em nha. Ok, chào tất cả em nha.